Bệnh dại là một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp nhưng gây ra một cái hậu quả rất là nghiêm trọng ở não và dây thần kinh. Bệnh thường bị bắt đầu từ vết cắn hoặc là vết xước của động vật bị nhiễm bệnh và thường là chó. Vậy thì bệnh dại ở người có chữa được không? Không có một cái điều trị cụ thể nào khi bệnh dại phát triển. Hầu như là không có gì để thực hiện được ngoài cái việc là giữ cho tinh thần của bệnh nhân này được thoải mái này, không bị đau đớn về thể xác và khó chịu về cảm xúc. Người chăm sóc thì nên được thận trọng để tránh bị cắn và nhiễm nước bọt của màng nhầy và các vết thương bằng cách sử dụng thiết bị bảo vệ y tế cá nhân và giữ bệnh nhân trong phòng yên tĩnh này, ánh sáng dịu để bảo vệ họ khỏi cái kích thích, ví dụ như là tiếng ồn lớn, không khí lạnh và có khả năng làm tăng co thắt và co giật. Và khi những người mà bị bệnh dại thì cái việc là cho ăn bằng miệng thì là không thể, cho nên là luôn luôn được sử dụng chất lỏng để được tiêm vào tĩnh mạch. Vậy thì cái thời gian phát triển của bệnh dại là bao lâu? Các cái triệu chứng bệnh dại ở người thì có thể xảy ra nhanh trong tuần đầu tiên sau khi nhiễm virus, và các cái triệu chứng đầu của bệnh dại rất là khái quát, bao gồm như là cơ thể yếu này, sốt và đau đầu. Nếu như mà không có tiền sử phơi nhiễm với động vật dại thì những triệu chứng này sẽ không làm tăng sự nghi ngờ về bệnh dại vì chúng rất giống với những bệnh cúm thông thường hoặc là các cái hội chứng virus khác. Vậy thì các bạn cần làm gì để khi nghi ngờ bị bệnh dại? Và trước tiên đó là xử lý vết thương sau khi bị cắn. Khi bị cắn các bạn hãy xử lý vết thương bằng cách là sử dụng xà phòng và nước trong vòng 10 đến 15 phút. Nếu mà chúng ta không có xà phòng có sẵn thì hãy sạc nước. Và sau đó thì các bạn sẽ làm vết thương sẽ được làm sạch hoàn toàn bằng rượu là ở mức độ là 70% rượu. Và các bạn hãy đưa đến người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám này, chăm sóc và cụ thể nhất. Và những cái điều nên tránh đó là các bạn không áp dụng những chất kích thích, không áp dụng các cái chất kích thích vào vết thương như ớt bột này, nước ép thực vật này hay axit hoặc kiềm, mà bằng cái vết thương bằng gạc hay là vết thương. Và thứ hai đó là các bạn hãy theo dõi động vật gây ra vết thương. Bởi vì cái thời gian ủ bệnh dại từ vài ngày đến vài tháng, trong khi thời gian bị bệnh cho đến chết thay đổi từ 1 cho đến 7 ngày. Và bệnh dại đặc trưng được thay đổi so với bình thường là nó qua hành vi, chẳng hạn như là cắn mà không có bất cứ một cái sự khiêu khích nào này, hay là con vật đó chạy không có một mục đích rõ ràng và ăn các vật bất thường như móng tay hay là phân, và nó sẽ bất thường với cái lúc mà nó chưa mắc phải. Và cái việc là thay đổi âm thanh này, như là tiếng tiếng khàn này, tiếng gầm gừ này, và không có khả năng phát ra âm thanh rõ ràng, và nó sẽ tiết ra nước bọt hoặc là tạo bọt quá mức ở hai bên góc miệng nhưng không phải là ở cái mức độ như là chứng sợ nước, mà chúng sẽ luôn luôn sùi bọt ở hai cái mép miệng của chúng. Thứ ba đó là các bạn hãy theo dõi các cái dấu hiệu của bệnh nhân trên cơ thể người. Cái việc này sẽ giúp chuẩn bị tốt các cái biện pháp dự phòng bệnh, các với các cái biểu hiện thường gặp bao gồm như là đau hoặc là ngứa tại cái vị trí vết thương này, sốt khó chịu, đau đầu kéo dài từ 2 cho đến 4 ngày, chứng sợ nước này, không dung nạp tiếng ực, tiếng ồn này, ánh sáng và không khí, và sợ cái chết sắp xảy ra, tức giận, khó chịu và đến trầm cảm. Và ở cái giai đoạn sau là chị nhìn thấy kích thích co thắt ở cổ và cổ họng. Cho nên có những cái biểu hiện này thì các bạn hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức để được tiêm phòng vaccine và có một cái phác đồ điều trị cụ thể nhất đối với người bị